Trần Hiển xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trần Hiển lại đi bánh bịp mọi người ơi. Trần Hiển đi làm video nhiều chủ đề khác nhau nhé mọi người. Đi lấy nấm rồi, lấy chim rồi, cứ có video nào hay là đưa lên Tubi thôi mọi người. Mong mọi người cô chú anh chị ủng hộ nhé. Hôm nay mình đi bấy bịp bịp vườn bắp mọi người. Bịp bịp là chuyên gia là mùa này là sinh sản nó cả hay sống trong lùm mọi người. Đây là vườn bắp của người ta mọi người. Bắp thì mới nhỏ đấy mọi người ơi. Mời mọi người coi video vui vẻ nhé. Chào mọi người nhé, video kế tiếp cho mọi người.